cơ. Lúc đấy hoa mới cây đuôi xanh giờ nó héo rồi. Rồi sao lại làm cái lưới này làm gì? Lưới này vịt nó vào anh. Bao nhiêu đốt? 2, 4, 6, 7 đốt. 7 đốt cơ. Trên tầm 2 cân một củ. Cân dưới 2 cân. Một củ 4 cân thì tầm 2 củ này với củ bé bé. 4 cân. Đây. Ở Việt Nam em chưa được thấy củ này đâu. Ở như ở trong Việt Nam thì nó vẫn trong đấy. Việt Nam mình sen nhiều, Nghệ An sen rất nhiều mà. Nhưng mà sen mình khác, sen khác. Sen ấy. Rồi. Hầu hết là con trai à, toàn con trai cả. Không có em nào à? Hả? Không có con gái à? Con gái thì làm nghề này vất sao làm được ấy. Nhưng một ruộng này thì thu hoạch bao nhiêu ngày? Hả? Một ruộng thu hoạch bao nhiêu ngày? Một ruộng này tầm 2 tuần. 2 tuần? Vâng. Nhà nhiều ruộng á? Nhà này tầm 30 ruộng. 30 ruộng? Làm quanh năm luôn? Quanh năm luôn. Ủa? Tại vì sen này nó được một cái là nó mọng như này này. Để trên nước là nó không phỏng luôn. Có lúc nào kiểu có nhiều ruộng quá mình làm không kịp đấy. Cũng trẻ. Mình hơn ông quá giáp. Sen đài là hầu như là em là cứ một mình, khi nào cứ một mình đi lấy củ sen đây, còn ba ông ba kia là ấy gia đình kia thì ở bên bờ cắt sen là làm sạch sen. Em đào đến tầm mát vài tuần nữa bắt đầu lên bờ cắt là nghỉ luôn. Đây là cây sen được lấy lên khỏi ruộng và chuẩn đang làm sạch đấy các bạn. Phải trực tiếp thấy thì mới thấy cái đi làm cái đơn hàng sen này cũng khá là vất vả các bạn. Để làm ra một củ sen để ăn thì rất chi là vất vả đấy các bạn. Ở đây có bản Việt Nam thì một mình lấy củ sen từ ruộng lên, còn đây là những cái củ sen được 2-3 ông bà già đây các bạn. Đây 2-3 ông bà già ở nhà của gia đình này thì họ đang làm sạch đấy các bạn. Đây là củ sen đang được làm sạch đây ạ. Củ sen khá là to. Thì cái này làm sạch, rửa sạch xong thì mới đem đến một cái gọi như là một cái hợp tác xã đấy các bạn. Như ở Nhật đây là có cái các cái vùng nông nghiệp là có cái trung tâm hợp tác xã ấy. Thì người ta gom về một chỗ, sau đó người ta mới đem đến các cái công ty làm rau, thì người ta mới phân loại và người ta mới xuất ra siêu thị các bạn. Còn đây thì các người dân ở đây thì họ chỉ làm là các cái sơ chế thôi các bạn. Đây các bạn thấy không ạ? Đây củ sen đây. Nhìn củ rất chi là to các bạn. Đây là phải làm sạch sẽ đấy các bạn này. Nhìn củ rất chi là ngon luôn. Cái này mà hầm xương các bạn. Như ở Nhật thì họ người ta làm cơm hộp con đồ ấy thì có cái món củ sen này các bạn. Đây, làm rất công phu các bạn này. Phải lau từng củ một đấy các bạn này. Vì nó vàng đấy các bạn. Nó vàng nên là phải làm sạch. Thì nó mới nhìn củ sen nó mới ngon được các bạn. Đây là các bước ở từ ruộng lấy lên đấy các bạn, ở cả nhà. Cái này là từ ruộng lấy lên thì đây là các cái công đoạn để làm làm ra củ sen đấy. Đây thấy nhìn rất chi là công phu đấy.
không phải đơn giản mà có củ sen ăn đấy cả nhà. Vâng, rất là vui các bạn ạ. Thì hôm nay ghé vào cái chỗ này thì đây ông Nhật ông cho một củ củ sen này đây cả nhà. Đây củ sen đây, một củ đây. Ồ, rất chi là đã, củ rất chi là to luôn. Quá đã luôn. Rất chi là cảm ơn chủ nhà. Cái này là về làm món hầm xương, hầm sườn đây cả nhà. Rất chi là may mắn thì về có món cây món củ sen hầm xương đây cả nhà. Hôm nay mình quay các bạn xem một số cái hình ảnh ở đây thì nói về cái làm sen ở ruộng, cái đơn hàng sen ở ruộng Nhật đấy các bạn. Nên tin mình tạm dừng video tại đây nha các bạn.